không làm cho em? Dạ có, ý là chị làm một chi đó, nói chung là làm đẹp thôi ạ. Có em. Dạ, năm rồi em qua nha. Ok. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Dạ. Mà không nói là cái gì hả? Lấy u bá đạo đi. To không? Với lại có cái bọc đó không lấy ra hết rồi.
Dạ. Được em. Dạ dạ.